Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều. Đối với video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc đồng hồ cực kỳ mà đặc biệt. Mình có một tên gọi riêng cho nó là chàng ninja bí ẩn. Tại vì sao? Chiếc đồng hồ này có một nước sơn đen cực kỳ huyền bí, kèm với thiết kế cực kỳ chắc chắn và cá tính y chang như là một chàng ninja lãng tử. Và bây giờ mình sẽ nói cho tên luôn, đó là chiếc EFR544BK. Và đây nhân vật chính của chúng ta, Casio EFR544BK, thì phiên bản mình trên tay là phiên bản 129V. Ở phiên bản này các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ full đen, từ phần mặt cho đến phần dây là full đen luôn. Thì mình xin nói thêm, cái phần màu đen này của Casio họ nói là họ mài ong. Thì các bạn hãy yên tâm, cái lớp mài ong của Casio họ khá là bền theo năm tháng. Nhưng mà các bạn lưu ý, nếu các bạn có ma sát hay là bị té ngã làm trầy xước nhiều chiếc đồng hồ, cái lớp này nó sẽ bay màu, nó sẽ tạo ra màu bạc bạc cũng mất thẩm mỹ. Cho nên các bạn đeo chiếc đồng hồ màu đen thì mình khuyên các bạn cũng khá là cẩn thận với vòng cổ tay của chúng ta. Các bạn sẽ có chiếc đồng hồ với size mặt là 54 x 47.9mm, và độ dày của chiếc đồng hồ là 12.5mm. Tổng trọng lượng chiếc đồng hồ này đạt 174g, cũng khá là đầm tay. Cái điểm mà mình thích nhất cái chiếc đồng hồ này đó chính là cái phần vai của phần dây này. Thay vì như những chiếc đồng hồ bình thường, cái phần vai này nó sẽ bị khớp vô, nhưng mà không, các bạn có thể nhìn thấy ở đây, cái phần vai này nó làm một cách nhô ra và nó giữ nguyên cố định. Vì cái chính vì yếu tố này sẽ giúp cho chiếc đồng hồ chúng ta trong thời cứng cáp mạnh khỏe hơn, nó làm cho cái vai chắc chắn hơn. Về mặt kính trang bị, chiếc đồng hồ này Casio trang bị cho nó mặt kính khoáng với khả năng chống nước lên đến 100m. Chiếc đồng hồ này cho khả năng sai số là cộng trừ 20 giây trên 1 tháng, và với viên pin SR920FWK thì chiếc đồng hồ này đảm bảo hoạt động trong thời gian là 3 năm. Phần khóa của chiếc đồng hồ này cũng khá cơ bản thôi, đơn giản như những chiếc đồng hồ bình thường. Ok, đó là những thông tin cơ bản cũng như là những đặc tính kỹ thuật của chiếc đồng hồ này. Và bây giờ mình sẽ nói những điểm mà mình cảm thấy cực kỳ ấn tượng chiếc đồng hồ này. Thứ nhất là ngoài cái phần vỏ đen và phần dây màu đen mài ong ra, thì mình sẽ ấn tượng nhất là cái phần đồng hồ bên trong. Như các bạn có thể thấy ở đây, những họa tiết, những hoa văn trên mặt đồng hồ nó tạo cho mình một cảm giác rất chắc chắn. Nó tạo ra giống như một chữ X, mà nếu mà các bạn nhìn theo chiều hướng này, các bạn sẽ nghĩ nó giống như là một cái logo của X-Men trong phim X-Men này. Nó nổi lên rất chi tiết, rất là 3D, rất là đẹp. Nhưng mà nếu các bạn xoay ngang mặt đồng hồ thế này đó, thì khi mình nhìn vào, mình cảm giác đây giống như là một cái khuôn mặt, một cái mặt nạ của một chàng samurai, mà gọi là một samurai màu đen rất là ấn tượng. Các bạn thấy đây, cái phần mũ, cái sừng, hai con mắt ở phần miệng bên dưới tương tự như một mặt của một chiến binh samurai thực thụ. Tuy màu đen nhưng Casio đã phối chiếc đồng hồ này với màu vàng đồng sẫm. Nó tạo ra một sự gọi là huyền bí, một sự sang trọng mà phải nói là cực kỳ thể thao luôn. Cái màu vàng đồng này ngoài kim và những chi tiết mặt bên trong ra, Casio còn họ còn mạ thêm cho những cái nút chức năng. Thì các bạn sẽ có hai nút chức năng cho chức năng chronograph chiếc đồng hồ này và cái ti chỉnh giờ. Một điểm mình rất thích chiếc đồng hồ này, ngoài cái vẻ đậm chắc ra thì cái ti chỉnh giờ nó cũng cực kỳ ấn tượng. Thay vì nó nhẹ hiều so với những chiếc đồng hồ khác, thì cái ti chỉnh giờ của nó cũng đầm dặn, rất là đầm tay. Mình rất thích cái chi tiết này. Ok, quay lại với mặt đồng hồ, mình sẽ giới thiệu thêm về những mặt đồng hồ phụ. Ở phía trên góc 12 giờ các bạn sẽ có một mặt đồng hồ nhỏ, nó sẽ chia cho các bạn thành 24 giờ. Thì đây sẽ giúp cho các bạn biết là thời gian hiện tại của các bạn là ban ngày hay là ban đêm. Ở vị trí góc 4 giờ các bạn sẽ có một ô lịch ngày. Ở vị trí 6 giờ các bạn sẽ có một cái mặt đồng hồ kết hợp cùng mặt đồng hồ vị trí 9 giờ. Hai mặt đồng hồ này khi kết hợp với nhau sẽ hỗ trợ các bạn rất là đắc lực khi các bạn thực hiện chức năng chronograph của chiếc đồng hồ này. Một điểm mà mình khá ấn tượng nhất trên chiếc đồng hồ này chính là dạ quang. Trên kim giờ, kim phút và những vạch chia giờ dạ quang, chiếc đồng hồ này Casio họ làm cái lớp dạ quang rất là đẹp và rất là sáng. Nó nổi lên tấp bạch. Hiện tại bây giờ mình đang quay là thời điểm là 3 giờ chiều và ở Sài Gòn sắp mưa. Ánh sáng rất là yếu, nhưng mà khi mình che tay lại thì phần dạ quang này sáng lên rất là mạnh. Mình cảm thấy cực kỳ ấn tượng với đặc điểm này của chiếc đồng hồ. Ok, và đó là những thông tin cũng như là Ok, và đó cũng là những thông tin cơ bản về chàng ninja bụi bặm này. Các bạn nghĩ sao về chiếc đồng hồ này? Nếu các bạn có những thông tin thắc mắc, muốn đóng góp ý kiến cho video sắp tới thì cũng đừng ngần ngại, hãy để lại bình luận phía dưới video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.